Hello, xin chào tất cả các bạn và các anh chị đến với kênh của Hữu Đào Hyundai. Hôm nay Đào sẽ quay cập nhật cho anh chị và các bạn giá xe Hyundai Accent cuối tháng 12 năm 2021. Chương trình giá xe Accent vô cùng ưu đãi và khuyến mãi nhiều cho anh chị và các bạn. Khuyến mãi Hyundai Accent lên đến 50 triệu đồng. Đó, để biết thông tin chi tiết, anh chị và các bạn hãy alo trực tiếp cho Đào qua số điện thoại hotline 0931 443 055 để Đào hỗ trợ tư vấn cho anh chị và các bạn từng dòng xe, từng phiên bản một ha. Thì Accent đang phân phối trên thị trường có 4 phiên bản, 2 phiên bản số sàn và 2 phiên bản số tự động. Đó, anh chị và các bạn nếu như mà chúng ta đang có nhu cầu mua chiếc Hyundai Accent thì hãy liên hệ ngay với Đào để chúng ta có được cái giá tốt nhất thị trường cũng như là được tư vấn, hỗ trợ tư vấn tất cả các cái vấn đề liên quan đến chiếc xe này về thủ tục mua xe cũng như là ngân hàng, lãi suất tốt cho anh chị và các bạn. Đó, bên mình cũng cập nhật cho anh chị và các bạn đó là chương trình lãi suất 0,62-63% trên một tháng, và lãi suất gói này là tốt nhất cho anh chị và các bạn từ trước đến nay rồi. Đó, ngoài ra thì cập nhật cho anh chị và các bạn luôn là Hyundai Accent bên Đào đang có đủ màu sắc để giao ngay cho anh chị và các bạn. Accent đang phân phối trên thị trường đang có 6 màu nha anh chị. Chiếc xe mình đang quay cho anh chị và các bạn xem, đây là chiếc Hyundai Accent phiên bản số sàn, bản full, và đây là màu vàng cát cho anh chị và các bạn ha. Đó, cái form của Accent thì tất cả các phiên bản nhìn từ bên ngoài thì nó đều có cái form như thế này, nhưng mà về từng phiên bản thì nó có những cái option khác nhau. Đó, anh chị và các bạn nếu như mà muốn xem xe thực tế thì hãy liên hệ với Đào để chúng ta ghé showroom xem xe nha. Đây, nội thất của Accent. Nội thất của Accent anh chị và các bạn dễ dàng nhìn thấy đó là nội thất màu đen kết hợp với màu be ha. Đó, cái nội thất này thì theo mình đánh giá thì hai cái màu sắc này nó tương phản và ngồi bên trong xe thì nó rất là thoải mái. Đối với phiên bản đặc biệt thì được trang bị là ghế da, còn tất cả các phiên bản còn lại đều là ghế nỉ nha anh chị. Accent thì cũng có cửa gió phía sau, rồi có cổng sạc 12V ở phía sau này. Đó, cơ bản chiếc Hyundai Accent của nhà Hyundai thì khá là đầy đủ tiện nghi, option cũng như là khả năng vận hành êm ái và rất là tiết kiệm nhiên liệu cho anh chị và các bạn luôn. Cập nhật cho anh chị và các bạn là xe Accent bên mình đó, giá tốt nhất thị trường cho anh chị và các bạn. Anh chị và các bạn nếu như mà đang có nhu cầu mua chiếc xe này thì đừng ngại, hãy liên hệ trực tiếp với Đào ha, qua hotline ở trên kênh 0931 443 055 để Đào hỗ trợ tư vấn cho anh chị và các bạn. Và đừng quên là bấm nút đăng ký kênh và nút nhận thông báo để chúng ta cập nhật nhiều thông tin hơn về các dòng xe của Hyundai cũng như là Hyundai Accent ha. Đến đây thì Đào xin kết thúc cái clip báo giá nhanh cập nhật giảm giá của Accent 2021 cuối tháng 12. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị.